khách nội hiếp dữ nha. Anh Hùng anh sử dụng là cái bọc lắp sắt lắp là bằng inox nha bạn. Đây, hai cái này bằng inox luôn nha. 35 inox, con này 60 bằng inox luôn. Mấy cái kẹp này inox hết luôn không? Kẹp inox hết. Tại số inox. Hùng anh coi cái clip đây con biết cảnh và anh yêu cầu là sang làm cái bộ cái mình là 6 ly luôn. 6 ly thờ. 6 ly là có thật nghe nè chứ không có giỡn ha. Rồi đâu mà sang cặp cái thước kẹp vô cho anh em xem. Mấy cái mình bộ 6 ly. Nè, 6 ly anh em. Đúng rồi, đó, 6 ly. Nè. Rồi, đúng rồi. 5 ly, 6 ly. Rồi, 6 ly. Ngày mình chào các bạn nha. Hôm nay mình đến xưởng điện của ban Hoàng Sang, địa chỉ là chạy cái nãy quận Năm Căn tỉnh Cà Mau. Số điện thoại bên xưởng điện Hoàng Sang là số điện thoại 0944697303. Cái này cũng đồng thời là số Zalo nha anh em. Để mà các bạn muốn mua máy hoặc là gia công cầu đó, hoặc là dàn bông bùn thì cứ liên hệ trực tiếp số của bạn nha bạn. Thì bạn chuyên về bán máy và gia công cầu với làm dàn bông bùn. Hôm nay bạn Hoàng Sang mới vừa hoàn thành xong một cái bộ máy dàn Kia có kích thước này giao về Đồng Nai. Đồng Nai biết quận gì không ta? Đồng Nai biết quận gì á? Đồng Nai ha. Của anh Hùng ở Đồng Nai. Chọn bộ con Kia nha bạn. Thì bùm bùm. Đây, để quay cho các bạn xem ha. Chút xíu bên Hoàng Sang cũng sẽ test cho anh em xem luôn ha. Vô chi tiết máy nha các bạn. Thì thông báo cho anh em là cái máy này cái có cắt nước, mà cắt nước là mình cái bằng lỗi đồng á sao? Không. Lỗi đồng. Còn cái cắt nước bấm ghim theo máy là bằng nhôm phải không? Nhôm. Thì cái đồng thì nó sẽ mát hơn nha các bạn. Rồi sang này lắp cái bộ này thì ông anh ổng còn lắp vàng mà cái bộ chạy nhiệt nè, cắt nước bằng đồng. Còn cái bộ ghim bóng mà mình bán cho ông anh ở Sài Gòn là mình bán cái bộ này cắt nước ghim của máy bằng nhôm. Thì cái thông báo cho anh em là cái bộ này bằng đồng ha. Bằng đồng. Đây là con Kia 25. Này cho anh bung về bung bùng ở Đồng Nai nha các bạn. Thì sáng mai là khách sẽ đến lấy luôn, đến tận tiện lấy. Thì mai khi nào khách về khách lại đó thì Hoàng Sang sẽ quay cái lúc sao cho anh em xem ha. Đây, khách chiều nay ảnh lên xe rồi, bắt xe rồi, chiều nay ảnh sẽ đến, rồi sáng mai ảnh sẽ đến nhận máy. Mà sáng mai là khoảng tầm 7 giờ là ảnh đến lấy thôi. Sáng mai là ảnh đến lấy nha bạn. Chọn bộ cái dàn bộ bụng nha. Ảnh không có làm phà mà ảnh về ảnh như là ảnh bơm cát ra. Cát cái đất ta. Cát cái đất nha. Cái đất công trình. Cũng có làm cặp bánh xe. Bánh xe đây thì hổm anh em hỏi mình bên Sang có bán bánh xe gời không thì cũng có luôn, có bánh xe gời nữa ha. Như làm vun combo trọng bộ nè anh em về chứ là lắp đặt vô thì bên Hoàng Sang cũng có bán luôn, có làm đạn mà sẵn hết. Thì khách yêu cầu là có sơn cái dạng sắt xi luôn nghe nè, sơn ha, sơn dạng sắt mà sơn thì mình xài lâu dài hơn nha. Còn mấy bộ trước thì không có sơn, sơn thì Hoàng Sang tính tiền thêm hay là miễn phí không biết. Anh tìm trong miễn phí hả? Sơn thợ sơn tiền sơn á. Chưa đâu miễn phí không? Trời ơi. Thằng nói chung mình phải tháo ra tháo ra hết mình mới sơn gài phải không? Nó hơi phiền phức. Thì như sau này mà anh em muốn làm dàn sắt xi này sơn thì nó tính thêm tiền ha. Như bộ này của ông anh để yêu cầu là sơn luôn ha. Sơn luôn. Bột lá này ông chơi bột lá nóng luôn nè. Đâu? Sắt lá mới nóng luôn. Là tới vậy tới sao luôn vậy? Trời ơi. Này khách VIP các bạn, cái dàn sườn thì bằng sắt nhưng mà cái dàn này bằng inox nghe anh em. Trời inox này, cái này cái 35 hả? 35, còn cái này 60. 60. Và trời inox luôn nghe các bạn. Inox. Là anh chơi là hai cái dàn này bằng inox luôn. Cái lắp này 4 mét luôn nè. Lắp cái lắp bằng lắp ở trong nữa, cái 35 nữa. Dài 4 mét. Dài 4 mét. Máng u thì 3 mét rưỡi hả? 3 mét 2. 2 mét rưỡi à. 2 mét rưỡi. 3 mét là chúng ta dưới luôn à. Khách nội VIP dữ ha. Anh Hùng này anh sử dụng là cái bọc lắp sắt lắp là bằng inox nha bạn. Đây, hai cái này bằng inox luôn nha. 35 inox, con này 60 bằng inox luôn. Mấy cái kẹp này inox hết luôn không? Kẹp inox hết. Tại số inox. Rồi. Mà mình cạc hiệu chơi mà cuối cùng là cái bầu 6 ly, mình bầu 6 ly là có thật nha anh em. Bỏm nói chơi ha. Bỏm nói là có ông anh nào bơm hàng bên Hoàng Sang là cái bầu 6 ly gì đó. Cuối cùng không lấy gì đó, nói bầu anh xài 3 bằng 6 ly nhưng mà hôm nay thì anh nào anh coi cái clip đây con biết cảnh và anh yêu cầu là sang làm cái bộ cái mình là 6 ly luôn. 6 ly thờ. 6 ly là có thật nghe nè chứ không có giỡn ha. Rồi đâu mà sang cặp cái thước kẹp vô cho anh em xem. Cái mình bộ 6 ly. Bộ inox luôn hả? Ôi trời ơi, này cũng bộ lúa à.
Bầu bạc bao mấy? Cái bầu không, hình như cái mình bầu với cái này không không có tính quạt là 31 kg phải không? 31 kg là cái bầu với cái đường ga, nhưng mà chưa tính cái quạt, có quạt luôn nhá, tầm 40 kg cho lên các bạn. Cho dễ thấy. Rồi quay để vô đi là thấy à. Thấy không? Tại tôi cầm thì thấy được mà. Thấy. Nó hơi chẹo nè. Đẹp chưa? Đây. Ừ. Nè, 6 ly anh em. Đúng rồi, đó, 6 ly. Nè. Rồi đúng rồi. 5 ly, 6 ly. Rồi 6 ly. Cái mình bộ 6 ly. 6 ly bằng cái nóc. Cầm vô chứ nhiều khi mấy anh cũng không biết xài thức cặp. À rồi nó này nó kia đúng không? Đây, cái mũi này thì mũi sơn nha các bạn, mũi sơn với kèm theo một khẩu pháo bên đây. Sao bạn sang không sơn luôn cho đẹp ta? Chưa. Nó sơn về. Nó chơi cái này mình không cần thiết nha các bạn, nó chơi thôi ha. Cái này mình chạy xuống xíu mình nó cũng chóc hết trơn rồi. Quan trọng là cái vàng nó thiệt trên luôn. Mà sơn luôn hả? Nó thiệt mà, sơn luôn. Trời, nó chơi cũng làm thiệt nó ta. Bây giờ anh không xài nên. À, nhưng khi anh chạy cùi thì không nè, để dành hút xình nhưng mà không có cần nó quýnh. À, ta anh chạy khác kiểu mình thì nằm chỗ một mà anh để gì là để chỗ một cái hút lên thôi. À vậy là anh chạy khác cái dụng nông căn mình, anh chạy cái này anh phá quậy thôi à. Nó dặn vô lần vô cái quạt rớt ra. À dặn vô quạt không à chú ơi, vậy là chạy cái nút vô thôi đó. Cái nào có phá gì đâu. Không có phá luôn, à. Để cặp này là ngoan không xài luôn. À cặp này có thể không xài, tại vì cái này là dùng mình xài, còn có thể anh về đồng hai để anh làm cái khác. Rồi đọc thông số rồi, cái mình này thì 6 ly nóc. Cái này là cũng 6 luôn phải không? 8 ly hả? 8 16. Này là đất 8 16 phải không? À 16, này 8 ly nha các bạn. Cái này 8 ly, cái mình 16 ly. Còn cái này? Nó 4 ly. 4 ly. 4 ly là rất là dày luôn. Cái bầu này không, cái bạc không tầm 40 kg các bạn, không tính cái mũi này nè. Mũi này tầm cả 5-6 kg không? Có trên nè. Trên có căng đây nè. Cho thử luôn rồi. Cái này là 40 kg các bạn. Cái mình bầu với cái quạt là tầm 40 kg. 40 mấy cái đó có thể nằm gần 5 kg. Cái mũi cái này nó nặng hơn. Cái mũi kia nặng hơn. Mũi khóa nặng hơn. Mũi sên nó nặng hơn mũi khóa. Vậy là tầm 45 kg hết trơn. Trời ơi. Cầm nó nặng, rất là nặng. Để cầm nó 2 kg này. À, đúng rồi. Này cái kẹp phía sau anh em có thể tháo ra được ha. Ngày mai là mình chuyển về là mình tháo ra gọn lại cho anh chuyển hay sao? Để nguyên bầu khúc này. À khúc này chưa lại. À vì mình rút cái bọc lắp chưa, khúc này cho anh dễ gắn ha. Là ngày mai anh khách anh sẽ đến anh nhận máy các bạn. Rồi sang sẽ tháo ra cái gọn này lên bến khẩu đường giao. Anh đi xe tải rồi anh thì sao? Xe tải xuống. Giờ về chi tiết con máy cho gọi xem ha. Chút xíu anh em đề. Này mình đề 12. Máy thì còn Kia 25. Thì cái máy này bấm về một cặp nha bạn. Mà bấm có một anh thì ở thành phố Hồ Chí Minh anh cũng mua rồi. Đấy, một máy là Kia một cặp giống gì luôn. Nhưng mà cái máy bấm là cái máy kia thì các nước là Gin thì nó bằng nhôm. Còn các nước này là Hoàng Sang là các nước mới các bạn. Các nước mới thì các nước này thì bằng đồng. Máy thì rất là mới. Đấy, máy này rất là mới luôn. Coi dầu Gin quá trời đẹp luôn ha. Máy này đẹp thiệt. Cái mình sơn thì mình chạy cái khóa đề chỗ này ngược các bạn, sau mình dặn lên cho nó dễ. Chứ mình quay đằng trước thì nó hơi chẹo mình ha. Mình sơn thì mình gắn khóa đề sau. Sang này có cái đề của sau này. Mình làm cái ấy bằng nóc luôn hả? Mấy con ốc dạng nè. Ốc dạng inox. À. Bát bằng sắt. Bát bằng sắt. Mấy cái bát, cái ốc là sàn dạng bằng inox luôn anh em. Máy nó bự nhưng mà cái cốc đề nó rất là nhỏ các bạn. Đề 12 rất là gọn. Nhỏ đây. Ê, cái này là cái gì vậy? Dầu hả? Lọc dầu ha. Bơm dầu phụ luôn. Lọc dầu vừa lọc dầu. Ê, cái nào vô nào trả? Hả? Cái nào vô này vô gì? Vô không luôn. Bên đây vô vô rồi nó qua bên heo về ha. À, bên đây vô cái lọc ở đây nó mới vô heo đây ha. Về đó. Ông này không có trả đâu phải không? À ông này trả. Là cái nó được pin theo máy. Ủa chứ này 15 này gọn người ta bắt tôm thẳng luôn hả? Bữa ông cũng vậy mà. Bữa ông gì sao? Bữa ông có gì không? À bắt thẳng luôn gì luôn ha. Có con bố chứ. Bố chồng bố chưa tập phải không? Nữ nè. À bố chưa tập. Với bố chưa tập ở trong là dặn vô đây nha bạn. Không cái này nó gọn ha. Nhìn đẹp. Là dặn như cũ nha. Hộp số gì 9 đạn phải không? Dạ. Hộp số 9 đạn. 9 đạn đôi. Rồi, không nói lòng vòng nữa, mình xem cái cho anh em xem ha. Cái chiếc nổ của con Kia 25. Đời này xong bán nhau nhưng mà bây giờ mình không có xong, mình đề nạp cho em nó luôn. Coi thử luôn phải không? Ừ, chứ là buổi sáng nhảy nó cả đầu. Buổi sáng thì anh em xong bán thì nó nhảy hơn. Đang đề bình 12V nha các bạn. Bình hơi yếu rồi, nãy giờ chưa sạc. Đề trực tiếp các bạn, khỏi xong bán. Đang chạy luôn ha. À đúng rồi, nó xong thì nó nhảy hơn, nhưng mà giờ đề trực tiếp luôn, khỏi xong.
luôn nha. Vô số rồi. Đó, vô số này nè. Đấy là bông no, giờ mình vô số nha. Nó kêu là cho hợp số phải không? À, kêu là kêu cộng cộng là cho hợp số nha bạn, chứ không phải nãy giờ. Cái hợp số mình bắt cái nhông vô nó kêu cho nó. Cái máy nó tiệm tiệm nha. Mày cái nhỏ cái nhông nó quay, nó quay nó kêu thì quay là cái máy kêu nó ra thì nó sắp kêu là kêu cái nhông phải không? À, cái móc ngàm của cái hộp số nó kêu nghe nè. Quá hiểu rồi các bạn, thấy không đúng. Đâu, không dung luôn các bạn, rất liền. Chạy nó lại đi. Chạy nó đi. Đó là cái bông non các bạn. Đó, chạy cầm đi em trời. Tắt làm nhẹ nó cái này. Tắt đề lại nhẹ cái này. Nóng rồi đề rất... Dạ, nó nóng rồi nhẹ rất là nhạy nè. Đó. Đúng rồi. Rồi, có thấy cái nhà cái xong quét này, anh em mình xong quét vô cái bình chống cộng bạn, mình lập cho nó đầy cho nó dễ. Rồi em ha. Vì nãy mình đóng xong quét mình đầy trực tiếp. Đầy nãy giờ đầy sáng giờ đấy mình đầy trực tiếp luôn không? À, cái này mình chăm nhất mới cho ông anh luôn hả vậy? Anh nhất, nhất mới luôn phải không? À, có chăm nhất mới cho ông anh luôn, vì là anh về anh sử dụng luôn. Bảy chai phải không? Bảy chai. Ngày mai anh sáng mai là anh sẽ lên lấy nha bạn. Hôm nay mình quay trước đi nè. Mai sẽ lên. Gỡ hết. Gỡ là cái đầu máy mình gỡ riêng với cái dàn này chứ gỡ. Đầu máy riêng quá để sợ cái cẩu mà đổ không nổi rồi. À nó nặng. Cái xác máy này có nhiêu ký ta? Xác máy không khoảng xác máy gần 300. Căng nước nữa. Không, cái xác máy không gần 300. Xác máy không 300 đấy à? Gần 300 chứ. Gần 300. Như cắt nước nữa rồi vòng vòng nữa. Bộ này nặng cũng có tấn này trời. Cái dàn đầu này á, dàn đầu này khoảng hết luôn một lát rồi hết luôn khoảng 400 ký. 400 à? 400 700. Với bánh 700 này. Bánh nữa. 700 kg. Là sáng mai mình xuống đò rồi mình mới lên bến cẩu đúng không? Có nghĩa mình giải ra. Giải ra rồi xuống đò xong rồi mình lên bến cẩu rồi mình cẩu rồi ông anh ông mới lên bến cẩu mới lên cái xe đúng không? Đúng rồi. À, là anh sẽ nhận hàng ngày mai. Mai anh sẽ xuống anh test một quận rồi với đi các bạn. Còn dia 25 ha. Bộ. Rất là em luôn. Về Đồng Nai để phục vụ cho ông anh Hùng anh về anh kiểu như anh chạy công trình các bạn. Sang lắp vậy nè. Đây vẫn là cái cũng hộp đúng không ta? Hộp nghe anh em, hộp như V7 đó mà cháu. V mà V hộp. V hộp là mình hàng liền luôn các bạn. Đây anh em hỏi ốp V vậy đó. Đây anh em vậy ha. Là hai cái V mình ốp với nhau mình hàng đã thành cái vuông này nè. Mình gọi là hộp ha. Còn cái V là anh em nhiều khi chạy máy D, anh em máy nhỏ là anh em không cần hộp gì. Anh em chạy V vẫn được. Thì anh em hỏi mình xong mà V là hộp gì đó nè. Em thấy dễ à, cái này gọi là hộp nè, hai cái V mình hẹn nhau thì nó thành cái hộp thì nó sẽ cứng hơn, là nó sẽ mắc hơn nha. Tại vì lý do là mình làm tới hai đoạn đó, nó rất là dày, nó nặng công rồi nó thêm tiền. Còn em làm cái V công thì nó sẽ tiền rẻ tiền hơn, nó nhẹ hơn nữa luôn á. Cái này làm dày thì làm cái V. Ông anh thì ổng về anh chạy bấy không có phà các bạn, chạy như là chục bộ nè, bấm anh để anh chạy chỗ mà anh không có phà. Còn cái bỏ mình quay của ông anh ở thành phố mà anh về Gâu Dừa là anh có phà. À, cái này anh đặt cái chỗ này anh xe cuốc anh chỉ hút lên thôi. Mà hai cái mũi đó có thể nó không sử dụng nữa đó. Hai mũi là anh về anh chạy làm đúng. Nói chung cái bộ mình là phải gồm gì luôn ha. Đúng bộ mình thì gồm hai cái mũi đó, nhưng mà về Đồng Nai có thể ông anh ông chỉ là chạy thôi chứ không có là xài đó. Là cái hệ thống giải nhiệt như là xương hàng các bạn, xin hàng. Thì gọi là cắt nước á, dính theo máy. Cái này mình châm nước xanh cho sáng là chưa sao? Chưa, chăm chứ. Chạy đâu ông anh mới chăm đây phải không? Chạy mình còn gã ra nó chạy. Bỏ lên xe tải chạy xe nghiên tới nghiên luôn nó chạy. Chứ đúng là giờ anh phải chăm nhất ba cái nước xanh vô đây. Mình đâu biết cầm như lít đó ta.
nó sáng chăm chăm lâu hơn tầm vô lốc luôn tầm khoảng 8 lít á. Này 8 lít ha. Vô lốc luôn. À nó chạy từng quay cho máy lần con mát. Múc cam đổ á. Rồi. Lượng khoảng 8 lít. Thì mình chạy bằng này nó giải nhiệt, con này thì nó như là ghim theo máy thì nó rất là bền nha bạn. Chứ mình chạy cái đường nước thì ở đây mình anh em ở Nam Căn mình Ngọc Hiển này mình chạy bằng cái đường nước ngoài thì cũng chạy từng quay nhé. Nhưng mà anh em làm cái này thì nó ghim theo máy thì nó sẽ bền luôn ha. Tuổi thọ máy nó sẽ kéo dài hơn. Nó sẽ tốt hơn nữa. Ba chặt cái dàn heo két nó mới trời. Thì mình sơn vậy ha. Quay nữa vậy. Ừ, chạy sơn. Chạy cái này. Đỡ hơi luôn. Ừ. Cái gì quạt quạt cho có hơi được chơi. Không, chứ đợi chứ cái nón rồi bạn. Chứ nó hết cả sóc rồi. Đó, có hơi không à? Đó, chà, đợi, đợi. Mình về mình chạy nẹt chơi chứ mình chạy lúc mình chạy là nó chạy chạy hơn Grand Prix chút mà nó sẽ bơm rồi là anh ấy chạy chưa được 30% ga đó nó chạy gì các bạn mình vô công chuyện mình chạy mình trên cơ bản như ga đó có 30% ga rất là bền chạy này hơn Grand Prix chút à như anh em vô việc anh em chạy sên. Ok ha. Quá vậy mình nghe nè. Anh này anh chơi là cái bọc lắp với cái bầu với nóc, cái bọc lắp với cốt lắp là bằng nắp luôn các bạn. Thì bây giờ sắt này thì giờ sườn này bằng sắt rồi, cổ này là bằng nắp hết. Cái cần số bằng nắp hả? Cần số bằng nắp luôn phải không? Rồi, nắp hết luôn. Quá biết luôn nghe nè. Gặp tiền nhẹ nhàng. Rồi, ok rồi. Ok, tắt. Rồi, quá vậy các bạn. Này mình chạy mình vô công chuyện mình chạy khoảng tầm 30% ga chứ không chạy ấy ha, tại anh em mình nẹt chơi thôi chứ chạy rất là bền máy, chạy khoảng 30% chứ không tới 50% nữa. Mình sên ở đây mình chạy gì mà có thể gì rảnh không anh, không chạy kia thì có thể nó anh chạy ga. Có thể lớn hơn đang cho anh chạy đang cho chạy nó rút đất á. Ờ đạt công suất có thể anh chạy lớn hơn nhưng mà anh chạy cũng đâu có tới 70% ga nổi, mạnh lắm nó hút lên là nó phúng 50% thấy đạt dữ lắm, cái bầu nó rất mạnh á. Thank you.
Cái vàng mình về Phan Thiết rồi anh Bộ. Phan Thiết.